Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bại trong video buổi sáng thứ năm ngày 16 tháng 5 các bác nhé. Một buổi sáng mới kính chúc các bác trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới thật nhiều may mắn, sức khỏe, bình an. Em lại tiếp tục lên các cái sản phẩm nồi cơm nội địa Nhật, mong các bác tiếp tục đón xem và chia sẻ cũng như là cảm thấy phù hợp ưng mã nào thì ủng hộ vợ chồng em các bác nhé. Vâng, thì bên em thì chính thì vẫn là nồi cơm điện thôi, đại hàng nội địa Nhật, hàng đã qua sử dụng các bác nhé. Các bác lưu ý hàng chúng ta mua là hàng đã qua sử dụng rồi thì không thể tránh khỏi những vết xước sát bên trong hay bên ngoài, hay các chức năng mà nó có vấn đề gì thì em sẽ báo các bác luôn. Để bên em bán hàng thì vẫn như mọi lần thôi, thì em cũng xin các bác 1-2 phút trước khi vào mua hàng thì mong các bác tìm hiểu kỹ trước khi mua. Đầu tiên là hàng nội địa Nhật thì nó cách cách hơn là phải sử dụng qua bộ đổi điện từ 220V xuống 100V, chúng ta không thể sử dụng trực tiếp điện 220V được. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nồi cơm Nhật nấu nó sẽ nấu lâu hơn là nồi cơm mâm Nhật các bác mua ở siêu thị hay là ở cửa hàng điện máy ở Việt Nam các bác nhá. Đấy là hai cái cách cách đầu tiên. Đấy, nhưng mà đổi lại thì nồi cơm điện Nhật thì nấu nó sẽ ngon hơn là nồi mâm Nhật rất là nhiều. Đấy. Thì đây là kênh bán hàng của nhà em, Ma Cao Đổ Bại, số điện thoại cộng Zalo mua hàng là 0969888508 các bác. Số điện thoại là Zalo của vợ em Trần Thị Bích Lê, sử dụng đến áp 100 110V. Em bán hàng không hề nhận cọc các bác nhá, không nhận cọc, và bán hàng bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán, các bác lưu ý như thế. Thì bên này em có bảng giá của bộ đổi điện của công ty ổn áp Standard Việt Nam, lại công suất 2 kVA, 3 kVA, giá vỏ sắt và giá vỏ nhựa, dây đồng, dây nhôm, bên em có đủ cả các bác nhá. Các bác có nhu cầu mà nhà mình chưa có thì có thể ủng hộ vợ chồng em luôn, bộ đổi điện thì bên em sẽ đóng hàng gửi các bác. Bác lưu ý là trước em có đóng kèm nguồn và nồi cùng một đơn hàng, nhưng bây giờ trong quá trình vận chuyển thì người ta quăng quật vì nó nặng, mà mười mấy cân nó nặng thì người bên vận chuyển người ta quăng quật thì nó bị vỡ. Này bây giờ em đóng sẽ nguồn một đơn riêng và nồi một đơn riêng, nên các bác có thể nhận cùng một lúc, có thể các bác nhận hôm trước hôm sau, có thể nhận buổi sáng buổi chiều các bác nhá. Đấy là cái như thế. Bên em bán hàng không bao ship nhưng mà sẽ đóng là chia đơn chứ không gộp đơn. Đấy, các bên người ta sẽ gộp đơn để nó giảm tiền cước, nhưng bên em vẫn sẽ chia đơn, chấp nhận cái chi phí cao hơn nhưng mà đổi lại là các bác sẽ nhận được cái hàng là nó đảm bảo hơn các bác nhá, không bị móp vỡ để nó phí cái sản phẩm đi. Nên là cái kênh của nhà em. Vâng, thì các bác vào mà xem video cho em xin một nút like, một lượt đăng ký kênh. Bác nào mà tin yêu thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ nha các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây em lên cho các bác một em đầu tiên. Nên bác một em thiếu hàng thiếu hộp đây. Đấy, con này em không có dán tem dán tiếc gì hết, để các bác cần thì bảo em dán, còn không cần thì thôi nha, vì nó đẹp quá, không muốn dán mà nó phí cái sản phẩm đi. Một chiếc nồi Panasonic van dài phun sương mù, đây các bác nhìn đây. Nó khác gì thiếu thùng xốp đúng không ạ? Sản xuất 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, có mã là SRSI10G. 101G nha các bác ạ. Nhìn thấy nó đây, nó một sự vẫn sức một tí đây này. Đấy, bốn xung quanh đây. Có nhìn thấy nó đẹp không? Đây sức một tí đây nhá. Mặt mũi này ở bên trên này. Đấy. À, bộ đổi điện em nhỉ? Bộ đổi điện đây là bộ đổi điện sắt nhá, vỏ sắt nhá. Còn đây là bộ vỏ nhựa đây. Đấy, bộ vỏ nhựa và bộ vỏ sắt là chênh nhau 50.000 đúng không nhá? Chênh nhau 50.000 ở cái vỏ. Đấy, vỏ nhựa đắt hơn. Vỏ này 500, vỏ này 550.000. Đấy. Cứ thế thôi nhá. Đấy, đây là bộ vỏ sắt, bộ vỏ nhựa này. Đấy, nó rất là nó cao nhá, nó làm cao. Đấy, nó làm cao nên là cái diện tích của chúng ta nó gọn hơn và nó màu trắng thì trông nó sang trọng hơn các bác nhá, nó trông nó sang trọng hơn. Đấy. Đấy, này một em đây. Rất là mới nhá, rất là mới. Trên cái bề mặt này tỷ lệ xước sát gần như bằng không nhá, gần như bằng không. Nào nhìn thấy không? Cấn móp gần như bằng không này. Đấy. Em bán theo hình thức nha, tất cả bao zin nguyên bản cho các bác luôn. Tất cả bao zin nguyên bản bán theo hình thức đấy. Con nào đẹp thì em sẽ bán giá cao, con nào chấm trước thì em sẽ bán giá thấp, các bác lưu ý như thế. Còn tất cả hàng hóa đều bao zin nguyên bản cho các bác nhá. Lại mặt chữ mặt sau đây. Toang xanh trên 95-97% nhá. Nóng nổi đây. Đấy. Nóng nồi đây. Đẹp chưa ạ? Bán theo hình thức các bác lưu ý như thế. Còn tất cả bao zin nguyên bản các bác, không có sửa chữa đụng chạm gì, cùng lắm là thay viên pin thôi các bác nhá. Đấy, còn các cái linh kiện IC, công suất, nắn dòng hay là tụ hay là cầu chì, tất cả mọi thứ bao nguyên bản về mạch công suất hay mạch điều khiển bao nguyên bản, chỉ có duy nhất một cục pin là nếu có thì em sẽ thay hết pin, em sẽ thay nha, còn tất cả là bao nguyên bản các bác, lại không có sửa chữa đụng chạm gì. Đây.
Đấy, đẹp chưa? Bên trên là xanh mướt nhá. Đấy. Một con banana van dài phun sương mù ẩm nhá. Đấy. Giòn giòn đẹp như mới nhá. Con này đúng là thiếu cái thùng xốp thật các bác đúng không? Đấy. Em cứ quay cận cảnh chi tiết cho các bác. Tất cả đều test cơm rồi nhá. Đấy. Nói thì nói vậy thôi, chứ cái hàng người ta đã sử dụng rồi thì không thể tránh khỏi những vết xước mờ mờ đây, vị chỗ này chẳng hạn vận chuyển hay đây. Một tí thôi nha con nhá. Đấy. À chưa bật nguồn. Nào. Bây giờ 6 giờ 48 phút này, nấu này. Đấy. Hủy này, hâm này. Hủy này. Đấy. Menu này, hủy này, hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy. Hủy này. Ok các bác nhá, các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to nhá. Đấy. Dây còn rất đẹp này, dây còn rất đẹp nhá. Gần như thì hàng thiếu hàng, thiếu thùng nữa các bác nhá, gần như hàng thiếu thùng thôi. Đẹp thì em sẽ bán giá cao, còn chấm trước thì em sẽ bán giá thấp nhá. Mã số 1 ngày 16 tháng 5 để các bác bao nhiêu? 1.250.000. Đấy. 1.250.000. Các bác cứ xem video nhá, cảm thấy giá cả nó phù hợp thì các bác ủng hộ, còn nếu mà cảm thấy đắt quá thì các bác có thể bỏ qua nha các bác nhá. Đấy. Đắt quá thì có thể bỏ qua không vấn đề gì cả. Đấy. Hàng hóa thì em bán theo hình thức mà. Này, Tiger này. Tiger áp suất 2 bi nhá. Đấy. Hôm nay sẽ có mấy con Tiger áp suất 2 bi nhá. Con nào thì cũng sẽ đẹp và không xì nhá. Một em Tiger áp suất 2 bi. Đấy. Sản xuất năm 2016, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, min ra ban nhá, min ra ban. Đấy. Thành quách đây màu trắng viền chrome này thì sẽ là màn hình LED này, 4 panh đây. Đấy. Bên trên nhá, màn hình có biết sức mở nhá, có biết sức mở. Con này thay pin nếu mà nhá, thay pin rồi. Đấy, biết sức mở đây con, nhìn giúp em. Đấy. Có thể nhìn kỹ ạ. Mình em bán hàng là không có nhận cọc và các bác nhận hàng là kiểm tra hàng nên là em sẽ báo rất là rõ chi tiết các cái vết xước hay là vết vỡ nứt hay là vết chấm chóc cấn móp đó nhá. Đấy. Là những vết xước mờ mờ đấy không thể khỏi bằng màn hình nét nhá. Nấu này. Đấy. Đấy. Con này nấu nó sẽ không hiện phút ngay từ ban đầu, 15 phút cuối nó sẽ hiện cho các bác nhá. Nấu này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy này. Nấu nhanh thì không hẹn giờ cơm chín được. Nào đưa về nấu tiêu chuẩn. Này, hẹn giờ cơm chín này. Giờ này nấu này, ok các bác nhá, hoạt động tốt này, chuông còi kêu to, hâm này. Đấy, ok chưa, tất cả các phím hoạt động tốt, test cơm các bác nhá, không xì nhá, áp suất không xì. Đấy. Những con này là test áp suất rồi, không xì các bác nhá. Đấy. Áp suất là không xì. Đấy, mặt mũi đây viền chrome nhá. Đấy. À con này em chưa đọc quên mã gì BBG nhá. À, mã G thì là son gốm, son sần phủ gốm dày 11 lớp các nhá, son sần phủ gốm dày 11 lớp đây. À, son sần phủ gốm dày 11 lớp nhá. À, bên trong đây. Đẹp nhá các bác nhá, đẹp. Ngắm giúp em cái đồng son. À, từ trên xuống dưới nhá, vẫn có những vết sức mờ mờ mép mép này các bác nhá. À. Đây, hơi mờ mờ ở đây. Đẹp chưa ạ? Hai quay cách nhiệt lấy cơm không bị nóng tay nhá. Bên ngoài đây đáy có hơi xước một chút xíu này, đáy hơi xước một chút xíu nhá. Đáy có hơi xước một chút xíu đấy. Nhưng mà nòng dày 11 lớp nhá các bác nhá, giòn xanh không xì đâu nhá. Đấy, nếu mà đưa một cái nòng 9 lớp hay nòng 5 lớp vào đây nó sẽ xì. Đấy, giòn xanh nhá, giòn xanh. Đấy, các bác xem video ủng hộ vợ chồng em xin lúc này này, em cảm ơn các bác rất là nhiều rồi. Còn các bác mà tin yêu thì các bác ủng hộ sản phẩm bên nhà em, cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn các bác cảm thấy mà giá cả hay là chất lượng hàng hóa nó không phù hợp thì các bác có thể bỏ qua các bác nhé, không có vấn đề gì hết. Xong phủ gốm sần dày 11 lớp nhá. Đấy. Màu trắng mặt đen. Đấy. Mã này mã số 2 ngày 16 tháng 5 để bằng 1.850.000 nhá. 1.850.000 thôi nhá. Đấy, 1.850.000. Đẹp chưa? Viền chrome còn sáng nhá. Điện nó ok, màn hình này. Đây, nên bác một em Tiger nhá. Tiger. Em Tiger form mới sản xuất năm 2021 nhá. 2021. Đây rất là đẹp, sản xuất năm 2021 nhá. Đấy. Nấu này, con này nấu thì hiện phút luôn rồi, từ ban đầu luôn nhá. Hủy này. Hâm này. Đấy. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy, hủy này.
Menu thì các bác cứ chọn menu nào thì hiện phút menu đấy nhá. Đây là nấu nhanh này, đấy. Đây nấu cơm ngon này, đây là nấu gạo trắng này, đây là nấu tiết kiệm điện này, đấy. Nấu nhanh này, đấy. Cái 15 phút này là cái gì nhỉ, em chưa dịch ra. Đấy. Đây là nấu xôi này, nấu cháo này, đấy. Là nấu, đây là nấu xôi, xôi cháy này, nấu cháo này, là cháo đây. Đấy. Ok các bác nhá, gạo nứt này, đấy. Vệ sinh này. Các phím hoạt động tốt các bác nhá. Trường còi kêu to test cơm cho bác rồi, một em Tiger sản xuất năm 2021 form mới nhá. Form mới đây, mặt mũi thành quách đây. Đẹp nhá. Sản xuất năm 2021 có chức năng nấu xô cháy, đáy nước nền nhà không bể vỡ nhá. Sản xuất 2021 có mã là GBWC100, sản xuất 2021, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1225W nhá. Đấy, made in Japan. Made in Japan nhá. Thành quách đây. Form mới nha các bác nhá, form mới. Đời cao 2021. Đấy. Giòn đây. Để con kia đi. Giòn inox nhá. À, mặt inox nhá, giòn còn đẹp xanh mướt này. Bác nói ý đời cao form mới nhá, đời cao form mới. Đấy. Đấy, xong đây. Bên ngoài đây nhá, bên ngoài. Bên trong đây. Đấy. Bên trên đây. Bên trong đây. Đấy. Đấy, có hạt cát nằm đây. Và một cái điểm vài cái điểm sức đông mèo là các bác nhá. 2021. Mọi người xem kỹ giúp nhá. Đâu đấy thôi. Để thay cái dây đã. Đây bên trong đây. Bên trên đây. Đời cao 2021 các bác nhá. Đời cao 2021. Em đang quay bằng một chiếc máy HD nhá các bác nhá, full HD. Nếu bác xem ở chế độ 1080 nó rất là nét. Các bác lưu ý thì em không quay video riêng hay chụp ảnh lại từng con một đâu. Đấy. Thực ra này không có thời gian đâu các bác ạ. Mong các bác thông cảm và các bác cứ xem trên video các bác ưng mã nào thì các bác chốt mã đó. Thế còn bảo là nhà em quay chụp lại từng con một là em không làm đâu. Đấy, em cũng nói trước như thế để các bác đỡ phải bảo là nhà em chụp xong thì em không chụp thì bảo là coi thường khách nọ kia. Đấy vì trên video đã quay rất là rõ rồi các bác nhá, lưu ý như thế. Nhiều bác đã bảo chụp lại từng con một để gửi cho bác để bác chọn thì em không làm được việc đấy đâu. Đấy bác lưu ý như vậy. Còn các bác cứ xem trên video em quay rất là rõ mã số 3. 16 tháng 5 đấy các bác. 1.250.000. 1.250.000 các bác nhá. Đấy. Một em Tiger đời 2021 nhá, 2021. Đấy. Form mới nhá. Đây nên cho bác một em Panasonic. Panasonic áp suất biến thiên. Đấy, sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm bao nhiêu? 2018 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W đây nhá. Những con này toàn bộ là tiếng Nhật, đa phần hàng Panasonic là không xuất khẩu nhá. Toàn bộ là tiếng Nhật, có tem Oval của Nhật và sử dụng cho con người Nhật thôi nhá. Lắp ráp và sử dụng con người ta không xuất khẩu. Nên người ta không đóng Made in Japan đâu. Đấy, không đến lúc bác mua về là bảo tôi có chữ Made in Japan của tôi đâu, không có đâu nhá. Đấy, nó lưu hành nội địa cho nó không xuất khẩu nên là không có nguồn gốc. Đấy, người ta lắp vào ráp lại Nhật và người ta sử dụng cho người Nhật. Đấy, mặt đây. Đây là 6 giờ 58 phút có nhá. Eco Navi tiết kiệm điện này. Đấy, Panasonic cao tần áp suất biến thiên. Mặt mũi kẻ này, đẹp chưa? Đấy, đây hông đấy nhá. Đây nó bị cái gì nó cọ đây này. Nó hơi cháy cháy sức chỗ này nhá. Đấy bác nhìn thấy không? Đấy cái này em lấy con dao cạo đi cho bác là sẽ đẹp thôi. Đấy, bốn quanh đẹp này. Đấy, bốn quanh đẹp nhá. Đấy. Ok chưa ạ? Đấy, cái này em sẽ cạo đi. Nó sẽ đẹp các bác nhá. Đây, các bác nhìn thấy có nộ không? Không nộ, không hề nộ nhá. Đấy. Bana cao tần. Áp suất biến thiên. Đấy. Nấu này. Panasonic thì siêu bền các bác nhá, siêu bền không bao giờ có nỗi nầm gì đâu. Nấu này. Hủy này. Hâm này. Đấy, hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy, hủy này, chọn gạo. Hủy menu. Các phím hoạt động rất tốt các bác nhá, chuông còi kêu to, dây còn đẹp. Đấy, mặt mũi đẹp, ngoại hình đẹp, đây mỗi chỗ này. Đây. Ok chưa ạ? Đấy, bốn xung quanh đẹp nhá. Duy nhất một chỗ đấy thôi. Sản xuất đời cao 2018 nhá. Có mã là gì đây? SRPP107 đây nhá. Nhìn thấy chưa ạ? Bên trong này. Cao tần áp suất biến thiên các bác nhá. Đấy.
áp suất điện tử đấy, không phải là áp suất bi nhé, không phải về các bác này bảo viên bi đâu, áp suất điện tử nhá các bác nhá, đấy đóng mở bằng điện tử nhá, không phải là đóng mở bằng cơ đấy, rất là đẹp mới này, loang xanh mướt nhá, loang xanh mướt đấy. Được chưa ạ? Không xì thôi nhá, không xì đâu đấy, không xì đâu, cứ đúng chuẩn song rong của nó là không xì thôi nhá. Đây con này song thì cực kỳ đẹp này, bên ngoài đây, bên ngoài đây đấy, bốn quanh đây, bên trong cực kỳ đẹp nhá. Ống ánh kim tuyến này không có chấm chắc chấm chóc trước gì đâu nhá đấy. Không có chấm chóc gì một chút xíu nào cả đấy. Để xem giúp nhá, lòng cực kỳ đẹp luôn nhá, loang xanh lòng đẹp này. Đây, đây, ok chưa? Loang rất xanh và đẹp này, lòng đẹp nhá. Đời cao 2018 các bác nhá, áp suất điện tử Panasonic mã số 4 ngày 16 tháng 5 để các bác 1.680.000, 1.680.000 nhá. Lòng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nó khuyết điểm ở chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì các bác nhá. Lấy cái vỏ nhựa, sẽ em lấy cái lưỡi dao nam em cạo sạch cái chỗ này đi cho các bác. Đấy, thì nó sẽ không bị gồ này. Để các bác cần thì sẽ dán thêm tem trang trí nhá. Đấy. Đẹp chưa? Rất là nặng nhá, Panasonic. Lòng rong đẹp như mới luôn nhá. Đây chỉ có duy nhất một em lít 8 đây, một em lít 8 đây. Logic cao tần IH các bác nhá, dung tích 1.8 điện 100V, công suất 1.295W đầu bếp Nhật Bản, Logic này, thương hiệu chú con voi con, sản xuất năm 2016 nhá, dung tích 1.8 điện 100V, công suất 1.295W nhá. Đấy, con này thì made in Japan này. Đấy, đây. Đấy, vừa sử dụng cho nội địa Nhật vừa xuất khẩu nên có nguồn gốc nhá. Đấy, đã có những vết cấn móp mờ rồi trên mặt đây. 7 giờ 1 phút nhá các bác nhá, đẹp chưa? Dành cho đình đông người quá nhá, dành cho đông người. Nấu này, chuông còi đầy đủ quá nhá, chuông còi đầy đủ. Đấy, ý này, hâm ấn giữ 3 giây này, đấy 2016. Đấy, có mã NP VD18. Đấy. Hâm nhanh 8 phút này. Tất cả em đều test cơm nhá, em chỉ bấm như này thôi để các bác xem là nó sử dụng nó điện nó như nào nhá, để khi các bác nhận hàng mà các bác vội mà nhận ở công ty không có đồ để thử thì các bác cứ yên tâm để mà nhận hàng nhé, không phải lo lắng gì về vấn đề là nó có nấu được cơm hay không hay nó có vào điện hay không, mà nhà em đã test cho các bác hết rồi. Em bên em bán hàng có bảo hành, các sản phẩm trên 500.000 em bảo hành 3 tháng, những sản phẩm dưới 500.000 em bảo hành 1 tháng, các sản phẩm xả thì em báo các bác rõ tình trạng để các bác mua nhé. Răng đẹp này, xanh mướt nhá, xanh mướt. Đúng một con duy nhất các bác nhá, 1.8 do GUC, đúng một con duy nhất. Này. Này. Có biết sức mua nhá. Có nhiều biết sức mua. Không đây chấm chóc đây. Là không phải. À đây chấm chóc đây. À. Ngắm giúp em nhá, nhỏ xíu xíu ấy, vết sức mua nhiều, bên ngoài thì có sức một chút xíu này, sạch đẹp nhá, nít 8 nhá, bên trong này, mà nhìn kỹ cái phần nhựa ấy nhá, nhiều bác bảo vỡ không phải đâu, bảo vỡ mà hàn lại mang tiếng nhá, dòng roi GC ở giữa lòng nồi con nào cũng thế nhá, kiểu như ở cái khuôn nhựa người ta làm, người ta phay, người ta tiện mà, tiện tròn ở cái chày chẳng hạn, thì khi mà nó, cái vết nó vào trong đấy nó như thế nhá, có những bác bảo nó quay không kỹ đây, chỗ giữa nó vỡ như kia mày không bảo, không vỡ đâu nha các bác nha, con nào cũng thế. 1 nít hay nít 8 đều giống nhau nhá. 1 nít hay là nít 8 đều giống nhau. Đây em cho các bác xem con nít 8 1 nít này. Các bác không đây. Nhìn như này các bác bảo vỡ. Đây không mày hàn lại đây ở giữa kia, có nhìn thấy không? Đấy. Vỡ em bảo vỡ, cấn em bảo cấn, móp em bảo móp nhá. Đấy, em bán hàng được nhận hàng kiểm tra nữa mà mới trả tiền được các bác, chứ không phải là nhận cái mà đưa các bác cái là như kiểu hàng cấm đưa cái trả tiền ngay đâu. Mã số 5
16 tháng 5 đấy bác, 1.850.000. Đấy một con duy nhất nhá. Nửa nít và nít 8 giờ càng ngày nó càng ít rồi. Đấy, bên Nhật người ta đa phần là nổi một nít thôi, nít 8 thì ít lắm. 1.850.000 nhá. Em tiếp theo lên bác một em Mitsubishi này. Này. Hàng rất là đẹp nhá, Mitsubishi quay sách nhá. Đấy, sản xuất năm bao nhiêu? 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1015W nhá. Đấy. Con này đẹp, bên trong như mới nhá. Bên ngoài thì vận chuyển thì không thể tránh khỏi. Sức móp rồi, đấy, sức móp mờ đấy bác nhá. Đấy, sức móp mờ đây. Đấy. Dây còn rất là đẹp này, to nhá, đóng Mitsubishi này. Dây to lắm. Mà cót nó khỏe này chứ, nấu này. Bọn này nó không hiện phút ngay từ ban đầu, 15 phút cuối nó sẽ hiện phút cho các bác nhá. Đấy các bác lưu ý cân nhắc trước khi mua. Còn tất cả nồi em bao riêng nguyên bản cho các bác, không có đụng chạm sửa chữa. Con nào sửa chữa em báo sửa chữa, con nào hỏng em báo hỏng, con nào xả em báo xả nhá. Quý menu các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Đấy Mitsubishi quay sách, dây rất to, cót khỏe này. Doang đây xanh mướt nhá, doang xanh mướt này, doang xanh mướt. Nóng xong như mới, nóng xong như mới. Con này bọn này nóng xong cực kỳ nhanh các bác nhá, nóng xong rất là nhanh luôn. Bấm lên nấu là nóng xong rồi. Bên trong đây xong như mới nhá, được chưa? Bên ngoài đây, bên ngoài này, bốn xung quanh này, inox này, bên trong là như mới này, sức mua thì có nhá, chấm chóc là không, như mới nhá. Con trước đẹp hơn, bán 700, vậy con này thì bên ngoài có xước một chút xíu. Đấy. Bán bao nhiêu? 600 các bác nhá. Đấy. Đây con này thì mặt này nó hơi hơi mờ mờ một tí này. Đấy, con hôm trước thì nó mướt mát hơn. Đấy. Mã này mã số 6. Ngày 16 tháng 5 để các bác 600k nha. Giá này là có cả ship rồi nha, tất cả giá báo như này có ship rồi, có bảo hành rồi nhá. Cả ship có bảo hành rồi. Rồi, tiếp theo là Tiger đen đây. Tiger đen. Đấy, đen chùi chũi luôn đây. Mặt mũi đây, à, con này cũng có vết sức mờ này, mà nhìn thấy chưa? Màn hình còn đẹp nhá. 7 giờ 6 phút, bốn xung quanh thành quách đây. Mặt mũi này. Sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 2015, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.200W em in ra 3. Để bác xem thấy chưa? Có mã là ZBB gạch ngang H101. Đáy điện này là không bể vỡ nhá. Mặt mũi đây. Mặt mũi đây. Điện nó ok rồi các bác nhá, điện nó ok. Áp suất ok nhá. Đấy, áp suất ok. Nấu này, dòng này sẽ cũng như thế thôi, 15 phút cuối hiện phút nhau nhá. Đấy, hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Giờ này. Đấy, đâu rồi? Đâu. Hủy hẹn giờ cơm chín. À, nấu nhanh thì không hẹn giờ cơm chín đâu nhá. Đưa về chất chức năng nấu tiêu chuẩn này. À, hẹn giờ cơm chín này. Đấy, nấu này. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to hâm này. Đấy. Các phím nhá. Đấy. Các chức năng để bác lưu ý như thế. Cót con này thì làm sao? Cót hơi yếu nha. Cót hơi yếu các bác nhá, cót hơi yếu. Nhiều bên trong, đấy con này như mới này. Đấy. Con này thì phủ gốm sần dày 5 lớp nhá. Không phải cái dày, cái chiều dày của sau này nó giống nhau. Đấy, nó chỉ khác nhau ở cái lớp người ta mạ mà thôi, chứ là mạ đồng này, mạ niken này, mạ gốm này, mạ ceramic này. Đấy, còn về chiều dày và chiều nặng của một cái lòng nồi là như nhau, nó chỉ khác nhau ở những cái lớp người ta mạ vào đây thôi các bác nhá. Đấy, lòng nồi dày là như nhau, con này này rất là đẹp nhỉ. Đấy, còn đẹp nguyên nhá. Đấy, bốn xung quanh đây. Đấy, bên trong này cũng không chấm chóc một chút xíu nào này. Đấy, con thấy đẹp không? Đấy. Con này lòng gần như mới tinh nhá, gần như mới tinh nhá, không có một tí chấm nào nhá, không một tí chấm nào. Đấy, bác nhìn thấy không? Đấy, không có một tí chấm chóc nào, không một tí gợn nào, từ ngoài vào trong nhá. Lòng cực kỳ đẹp luôn. Gioăng cũng đẹp này, gioăng cũng đẹp nhá.
Giòn cũng được. Đấy. Không xì các bác nhá, không xì. Đấy. Bên trong bên trên này cực kỳ sạch đẹp nhá. Đấy. Không xì các bác nhá, không xì. Đã test áp suất hết rồi nhá. Nấu cơm test áp suất đầy đủ rồi. Có nhận hàng chỉ việc sử dụng thôi. Và bên nhà em bây giờ có cái nhận hàng đang lên đơn cái này em gửi ngay. Mã số 7 ngày 16 tháng 5 để các bác con này 1,9 triệu nhá. 1,9 triệu thôi nhá. Đấy, đẹp luôn đấy, từ trong ra ngoài. 1,9 triệu. Đây nên bác một con dê GOC đây. Nên bác một con dê GOC 1 lít nhá. Đấy, nồi cao tần IH thương hiệu chú voi con. À đây em mới có cái tem mới để dán cái hông dưới rất đẹp đấy con này. Mới in xong, đâu được cái bọc tem đâu mẹ mày nhỉ. Đây đây đây. Đây, mới xong nha, nóng tút tụt rồi. Vừa về hôm qua. Đấy. Đẹp không các bác? Đấy, tem này thì đẹp nha, tem này để dán hông thôi thì tuyệt vời. Đấy. Đấy, em dán thử một cái vào đây nhá. Nó đang trông nó trống trống như này mà em dán một cái trông nó khác ngay đấy các nhá. Nói chung là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân đúng không ạ? Mình cũng dán cái tem vào cái là cái sau nó khác ngay. Đó, nhìn thấy khác bọc không? Đấy. Khác ngay đúng không? Em mới in cái tem mới này các bác nhá. Đấy, in hai loại. Trông nó khác ngay. Đúng chuẩn xịn của tem nhà máy đó nha. Đấy, màu sắc luôn, kích thước sản xuất năm 2019 các bác nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, có mã là gì đây? NPVI10. Đấy. Sản xuất 2019, điện 100V nhá, in Japan đây, đấy, thành quách này. Đấy, có những vết cấn móp mờ nhá. Đấy, mặt mũi còn đẹp này. Đấy, bây giờ là 7 giờ 11 phút, bây giờ pin biết ngon lành rồi nhá. Đấy, pin biết ngon này, đây mặt đây. Có những vết xước nano mờ góc này nhá. Nhìn thấy chưa? Pin biếc thay ngon lành rồi nhá. Dây còn rất đẹp này. Đấy. Nấu này, chuông còi kêu to. Bán có bảo hành. Đấy, qua vào mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để ở trên cái biển bia 0969 885 008 các bác nhá. Đấy. Đấy, liên hệ trực tiếp, nếu mà gọi Zalo không được thì gọi số thường nhá. Đấy, gạo không vo này, thủy. Các chức năng này, nấu ăn này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Hoạt động tốt các bác nhá. Đấy, và các bác vào thì xem video thì cho vợ chồng em xin một nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Để các bác vào xem video thì cảm thấy cái sản phẩm nó ưng ý và nó hợp túi tiền của mình thì các bác mua. Còn những các bác cảm thấy xấu và hay là đắt quá thì các bác có thể bỏ qua. Để xem video ủng hộ nhà em một nút này, là em đã cảm ơn các bác rất là nhiều rồi. Đấy, còn nếu mà các bác cảm thấy nó chưa phù hợp thì các bác có thể ủng hộ sau, không có vấn đề gì hết. Hoặc là bên nào bán rẻ hơn thì các bác có thể mua bên đó. Để bên em thì giá cả thì vợ chồng em dọn dẹp test cơm các bác nhá. Đấy, thì mỗi thứ nó cộng vào một tí thì giá nó sẽ cao lên, còn làm thì phải có công thôi. Còn trong những lô hàng nhập về thì vẫn có những con vỡ móp hay những con hỏng không đến điện, thì bên em bán những con mà nó đẹp nó sống thì nó sẽ hơn một chút để nó bù vào những con kia đúng không ạ, bù vào những con hỏng. Đấy. Xong đây bác nhá, xong đây. Đấy. Chờ em một chút xíu. Nhiều bác vào thì các bác mà cảm thấy nó không ưng ý thì chúng ta cũng không xem, bỏ qua, cũng đừng bình luận những cái nó không hay để nó mất cái hòa khí. Đấy, nhiều lúc thì trong ngày thì các bác khách phản hồi rồi hàng hóa nó trục trặc rồi nó thế nọ thế kia, mà các bác đọc những comment của các bác thực sự đấy là rất là khó chịu. Đấy, các bác khách hàng thì lúc nào nhà vợ chồng em cũng rất là tôn trọng các bác rất nhiều luôn, nhưng mà nếu mà các bác có những cái lời lẽ hay những cái hành động cử chỉ gì mà nó không chuẩn mực thì em cũng xin phép. À, em ao các bác ra khỏi cái trang của em các bác nhá. Vì lời nói mất tiền mua đâu ạ, chúng ta cứ nửa lời nói thôi. Đấy, cảm thấy phù hợp thì các bác ủng hộ, còn cảm thấy nó đắt nó rẻ hay nó như nào thì chúng ta bỏ qua. Hãy vào xem hàng, em đã nói ngay từ ban đầu là hàng cũ rồi, bác vào là chê hàng đồng nát thế nọ thế kia ve chai đúng không ạ? Hàng cũ nát thì bác vào bác xem làm gì đúng không ạ. Mã số 8 đấy, 16 tháng 5 để các bác bao nhiêu 2019 nhá, song rong đẹp đấy. Để các bác giá 900k, giá là cả ship nhá, 900.000 đấy. 2019. Nên bác một em Bana van dài, phun xương bù ẩm đây, màu đỏ đây. Đấy. Lại một siêu phẩm đánh bay
vết dầu mỡ ở trên rồi. Đấy. Nói chung là có những cái xước xước cũng màu đỏ lại giống hệt em hôm trước, nhưng mà lúc vệ sinh nó cứ nem nem ở cái mép đây, về cái chỗ này. Đấy. Sử dụng đánh luôn đi cho nó xong. Đúng không ạ? Panasonic quan dài phun sương mù ẩm nhá. Sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200 giống như con này, không có made in gì đâu. Đấy, nó chỉ là toàn bộ là tiếng Nhật và tempo van thôi, dành cho thị trường nội địa Nhật nhá. Thành quách đây, vẫn có những vết cấn móp hay sữa mờ. Đấy. 2017 các bác nhá, có chức năng nấu cơm cháy. Van dài màu đỏ. Dây còn cực kỳ đẹp này, van dài màu đỏ, dây rất đẹp nhá. Đấy. Nấu này, lại sẽ dán cái tem điện 110 vào đây để cho các bác nhá. Thủy đây. Âm này, đấy, thủy này. Ba la này siêu bền nhá, van dài cơm mềm. Nhà mình mà có bố mẹ ông bà mà người có tuổi mà răng kém thì chúng ta mua những dòng như này về nấu, đảm bảo các bác bao bền và không bao giờ lỗi vặt, cơm ngon các bác nhá. Đấy. Dây đẹp này, đấy, sản xuất 2016 này, A17 này, có chức năng nấu cơm cháy này, mặt mũi các bạn đánh đây rồi nhá, đẹp nhá, đấy, rất đẹp luôn. Đấy, bên trong là inox thôi, đấy, để bên trong, có chỗ này không vỡ nhá. Răng xanh này. Răng xanh mướt nhá. Răng xanh mướt. Đấy, đây. Răng xanh nhá, xanh mềm này. Đấy. Bán hàng thì bây giờ rất nhiều kênh bán, quan trọng là mình uy tín như nào thì mình bán được thôi. Và nồi cơm điện thì cũng rất nhiều kênh mở ra nhưng mà không bán được. Hoặc là bán được số lượng nhiều, số lượng ít tùy thuộc vào cái độ tin tưởng của bác khách hàng. Đấy, được sự tin tưởng của bác nên là kênh nhà em thì bác nhìn thấy cái lượng đăng ký theo dõi thì nó tăng lên rất là nhanh. Đúng không ạ? Và các sản phẩm gần như là trong ngày hôm nay được các bác ủng hộ hết. Đây, có vết sứt lông mèo đấy nha. Chỉ có tâm niệm cái việc mà buôn bán cứ thật thà thôi các bác, chân thành, thật thà là sẽ được lòng tin của các bác khách hàng thôi. Đấy, có sao báo vậy. Vì các bác nhận mua lần này thì còn ủng hộ lần sau, giới thiệu đến anh em bạn bè, hàng xóm láng giềng, đúng không ạ? Chứ không phải là cứ mua xong một cái là nhận cái hàng về xong gọi là sử dụng, xong là vừa sử dụng vừa ngồi vừa chửi. Em nói câu hơi ấy, cứ mẹ chúng nó, mẹ chúng nó kia, nó lừa mình thế này thế khác, em không thích như vậy. Làm sao các bác mua cái hàng về mà người ta, anh em bạn bè vợ con này phải nhờ ghen nồi nó được. Đấy, mua thì nó cũng thật thà chân thành. Đấy, lần sau anh có ông hàng xóm sang uống rượu mua nồi đâu đẹp thế, kiểu mua nhà thằng này nó bán thế nọ thế kia. Đấy, thì lại ủng hộ em thêm cái nữa, em cần là cần cái việc lan tỏa như thế, chứ không phải là lừa các bác bán được cái nồi nãy 100-200 bạc xong là thôi. Thế thì ăn sổi như thế thì chỉ có mất khách thôi các bạn. 8 này, mãi số 9. Ngày 16 tháng 5. Để các bác nồi bao nhiêu? Đấy. Nòng có mà nhá, 830k. 830.000 các bác nhá. Đấy. Đẹp chưa? Panasonic van dài màu đỏ, 830k, phun sương bù ẩm. Đấy, mua về biếu tặng ông bà bố mẹ người thân. Đấy, một em Mitsubishi đi nhá. Đấy, một em Mitsubishi mặt vuông đét như tấm minh chứng đây. Cắp nách nhá. Đấy, bên trong kín màn hình là các cái chức năng sử dụng là nấu cơm. Đấy, dán tiếng Việt, dán tem rồi các bác nhá. Cái tem vuông vuông này dán lên trên bề mặt này em thấy nó không hợp mấy, nó phải tròn tròn như kia cơ, đúng không? Con này em thấy nó không hợp mấy, con này chỉ dán ở mặt thôi. Đấy, giống như ở đây, giống như con này dán ở đây là đẹp hơn. Đấy thôi các bác, tùy bác thích thì em tặng các bác thôi. Sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1350. Các bác, con này là công suất lớn nhá, công suất lớn này. Đấy, công suất lớn có mã NJVW103, công suất lớn thì nấu cơm nó sẽ ngon các bác nhá. À, thành quách đẹp, không có cấn cá móc vỡ gì, nấu này màn hình nét, giọng nói cô gái Nhật nhá. Con này xong carbon rồi, hủy này, hâm này. À, hủy này. Đấy, hẹn giờ cơm chín này, nấu này. À, nói xì xa xì xồ cái gì em cũng không hiểu đâu. À, bác nào sành về tiếng Nhật thì hiểu được, như mình không học tiếng Nhật đúng không ạ, các bác ra phần ở đây chúng ta cũng không biết tiếng Nhật. Răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt. Đấy, 2014 mà bán theo hình thức các bác nhá, răng xanh mướt này, mặt trước mặt sau mặt xi còn đẹp này, răng xanh nhá. Còn so carbon thì nó dày, nấu nhiệt nó sẽ đều hơn các bác nhá, nhưng mà lưu ý nấu thì phải giữ gìn, đừng để đánh rơi nhá, đừng để đánh rơi nó vỡ. Đấy, vỡ thì thay thì vẫn có thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta lại phải mất tiền mua. Đấy, nòng dày. Đấy, nấu cơm nó rất là ngon, bác nhìn thấy nòng dày không, nó giống như kiểu nòng gốm ấy nhá. Đấy. Đấy đây, đấy có sức một chút xíu này. Nòng carbon nó có sử dụng thoải mái đấy nhá, nó không phải là nòng kim loại. Để nó có chấm xước nữa thì cũng không ảnh hưởng gì, những con này nòng như này là đạt, đẹp rồi. Đấy. Bên trong đây nhá. Bên trong đây. Bên trên đây. Xong carbon nhá. Đẹp chưa?
Để bác 800 nghìn nhá. 800 nghìn. Mã này mã số 10. Ngày 16 tháng 5 để các bác 800. 800k lòng carbon nhá. Ngoại hình đẹp. Pin thay rồi các bác nhá. Thay pin rồi, bây giờ là 7 giờ 19 phút thay pin rồi nhá. Đây, tiếp theo nữa các bác một em Tiger áp suất 2 bi đấy nhá. Tiger áp suất bi quyền Chrome. Đấy, màn hình nét. Đấy, màn hình nét mặt mũi đây. Bây giờ là 7 giờ 20 phút nhá. Đấy. Nhìn thấy chưa? Mặt đẹp này, sức rất là mờ, tôi phím viết không bong chóc nhá. Bốn xung quanh đây, cho nên huyền Chrome hơi sức một chút xíu này. Sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W nhá, 200W. Ninja 3. Đấy, tem đây có mã là GBB gạch ngang A100. Này, A100. Đấy. Điện nóng ok. Nấu này. Đấy. Không hiện phút từ ban đầu các bác nhá. À, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, à, nấu này, hủy này, phím rất nhẹ nhá, hâm cơm này, các bạn ấn giữ 3 giây hâm cơm nhá, hủy này, menu, hủy, các phím hoạt động tốt các bạn, chuông còi kêu to, à, áp suất không xì nhá, cao tần áp suất bi đây, 2 bi nhá, áp suất kép thì cơm nó sẽ rất là ngon các bạn nhá, cao tần áp suất 2 bi, áp suất kép, đấy, áp suất rất là khỏe nhá, đây là canxi này, để đem cạo cạo tí là hết này. Vệ sinh thì lúc ướt thì nó không nhìn thấy đâu. Đấy, đánh đi là sạch là đẹp này. Đó, khô nó mới hiện ra. IB có nhá, áp suất 2B. Canxi bám đây chút xíu nhá. Áp suất kép có nhá. Con này bên trong cực kỳ sạch đẹp. Con này lòng phủ gốm sần dày 9 lớp nhá. Dày 9 lớp. Dày 9 lớp nhá các bác nhá, dày 9 lớp đẹp long lanh luôn. Không có một tí chấm chóc nào nhá. Lòng phủ gốm sần dày 9 lớp. Đẹp từ trên mép đẹp xuống nhá, đẹp từ trên mép đẹp xuống, đẹp từ trong ra ngoài. Đẹp từ trong ra ngoài nhá. Lòng phủ gốm sần dày chín lớp, đẹp bao đẹp cho các bác luôn, không một tí chấm chóc nào. Bên trong này, bao sạch đẹp luôn nhá. Bao đẹp từ trên mép đẹp xuống, từ trong ra ngoài luôn. Cao tần áp suất 2 bi. Bán có bảo hành, có bao ship coi nhá. Mã số 11. Ngày 16 tháng 5 để các bác 1.950.000. 1.950.000 thôi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Ngoại hình đánh quách thì không có điểm trừ rồi, song dòng thì như mới tinh. Đấy. 12 lấy bác em Joy Joyci. Cao tần lý hạt vua đầu bếp Nhật Bản thương hiệu chú voi con. Đấy. Sản xuất năm 2022 các bác nhá, thành quách mặt mũi đây, có xước này. Đấy. Thành quách mặt mũi đây có xước nhá. Đấy. 2022 các bác lưu ý, sản xuất năm 22 điện áp 100V công suất 1105W. Đấy, made in Japan đây, thành quách bốn xung quanh đây rất là sạch nhá, cực kỳ sạch luôn này. Đấy. Mặt trên này thì sạch đẹp này, màn hình sáng quắc này, 7 giờ 22 phút. Đấy. Đấy, dây rồi, à dây đây, đời cao 2022 nhá. Đấy, con hôm qua thì các bác đã ủng hộ rồi. Đấy. Quý này, hâm này, hâm nhanh 8 phút này, quý này, menu này, quý này, hẹn giờ cơm chín này, nấu này, chuông còi kêu to các bác nhá, dây rất là đẹp. Đấy, anh quách đẹp, sản xuất đời cao 2022. Đấy. Nó so rất khỏe nhá, rong đây, mới nhá, rất là mới luôn, rất là mới nhá, xanh mướt này, mặt trước mặt sau này. Đấy. Nóng nồi thì có sức môi thôi nhá, không chấm chóc nhá. Đấy đây, đấy đây, không xước nhá. Bên Nhật người ta dùng, người ta cả nấu ăn nữa các bác nhá, nấu ăn nên là có mỡ, dầu mỡ nó bám ở dưới đáy này, đánh là sạch đi thôi. Bên trong đây, đấy, viết sức môi, viết sức móng tay có nhá, còn chấm chóc nào không, chấm chóc nào không nhá. Đấy. Ok chị ạ, đời cao 2022, đấy con này nòng thì xước xước. Mua mua móng tay nhiều, em để các bác con này 1.200.000 nhá, 1.180.000 đi. Tiền đóng ok đời cả, 1.180.000 nhá. Mã là mã số 12. Ngày 16 tháng 5. 1.180.000 nhá. Nòng xước đời rất cao nhưng nòng bị xước một vài điểm thì em bán giá nó sẽ rẻ hơn những con hôm trước. Đấy. Mà các bác nhưng hôm trước thì các bạn lại bảo là hôm trước mày bán cho tao 1.200.000, 1.300.000, hôm nay mày lại bán cho đến 1.200.000, kiểu như vậy.
Nối áp suất hôm qua vẫn còn đó bác nhá. Nối áp suất hôm qua vẫn còn đây. Em sẽ lên lại hai cái mã áp suất cho bác xem nhá. Đây nối áp suất nhá. Không xì nhá, không xì. Đều là 5 lít rưỡi bác nhá, đều là 5 lít rưỡi. À không, con này là 5 lít rưỡi, con này là khoảng tầm 4 lít vì em không thấy nó ghi đâu, chỗ này nó bị mờ mờ rồi. Nó sẽ khoảng tầm 4 lít đến 4 lít nha bác nhá, khoảng tầm 4 lít. Đây. Inox nhá. Đấy. Inox rất đẹp nhá. Đấy em lên lại hai con áp suất cho bác xem cái giá đây. Đấy, hôm qua là 700 nhá. Đấy. Gioăng xanh này, mặt đẹp ở bên trong đẹp này. Đấy. Con này là 5 lít rưỡi nhá. Đấy. Con này là khoảng tầm 4 lít. Đấy. Bên trong đẹp này. Đấy. Gioăng xanh này. Đấy. Hai áp suất nha các bác nhá. Áp suất nấu từ. Đấy con ý thế. Đấy. Một con là 650, một con 700 nhá. Nếu bác có nhu cầu thì liên hệ. Em cũng không lên mạng nữa. Hôm qua đấy cứ hỏi áp suất là nhà em biết là còn. Em sẽ gửi cho các bác thôi. Đấy, tiếp theo lên bác một em Banavat này, con này thì vận chuyển đây, anh nhìn nó bị cấn vỡ đây chưa, đấy nó mất một miếng này, còn cái chỗ này em đã hàn lại rất là chắc đã. Đây anh nhìn thấy cái phần xương sắt bên trong chưa, hàn lại rất chắc chắn rồi, đấy mất cái miếng này cũng không sao cả, vì thực ra thì nó cũng giống như những cái nỗ tản nhiệt này thôi, không ảnh hưởng gì hết nhá, cũng không ai lật cái đáy này để mà xem cả cái nồi nhà mình đẹp hay xấu. Đây, đấy, thì em đã hàn lại cho bác những cái vết nứt này rất đẹp rồi, còn chỗ này nó mất cái miếng này thì không có để thay vào. Đấy, thì nó cũng giống như những cái tàn nỗ tàn như thế thôi, không ảnh hưởng gì các bác nhá. Được cái thành vách đẹp này. Đấy, sản xuất đời cao 2019 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W nhá. Có mã là loại gì đây? SRHVD1080. Thành vách đẹp này, mặt mũi đẹp này, con này chưa hề xước nano ở trên mép này, thường thường ở đây nó sẽ xước hết. Nhưng con này còn đẹp nhá. 7 giờ 25 phút. Đấy, Panasonic đây, cái nắp hơi này thì vận chuyển nó hơi con nọ đèn kia hơi móc móc một tí. Nấu đây. Panasonic siêu bền nhá, đời cao 2019, hủy này. Đấy, âm này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy, hủy này, menu này. Các phím các chức năng hoạt động tốt các bác nhá. Đấy, bây giờ là 7 giờ 26 phút rồi. Đấy. 7 giờ 26 phút. Rong xong là như mới này. Đời cao 2019 nhá. À như mới chưa? Mới tinh nhá. Đấy bên dưới là nó bị như thế các bác nhá, là báo các bác tình trạng rõ ràng rồi, không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Không ảnh hưởng gì vấn đề nấu cơm cả. Đấy, nó cũng giống như những cái nỗ tản nhiệt bên dưới thôi. Đấy. Đây, hoa nhìn bên ngoài, bên trong nó như mới chưa? Đấy, điện này, xong rồi. Như mới nhau nhá. Không có chấm chóc gì nhá. Đấy, bên ngoài, bên trong này, như mới. Xong rồi, như mới. Đấy, bên ngoài con này cũng đẹp. Đấy, vận chuyển thì nó bị cấn móp ở đây, không ảnh hưởng gì hết. Em đã báo các bác rất là rõ ràng rồi. Đấy, nó bị vỡ ở trên này cơ, hay là cạnh này cơ thì nó nổ, nhưng ở dưới đáy thì không có vấn đề gì hết, nhìn qua không ai nhận nó đâu, nó giống như cái nỗ tản nhiệt thôi các bạn nhá. Điện nó ok các bạn nhá. Còn mã này mã số 14 ngày 16 tháng 5 đấy, con này 850k nhá, 850.000 nhá. Nếu không em con này em sẽ bán cao hơn một chút xíu, nhưng mà nó vỡ gì đấy nhưng không ảnh hưởng gì đến vấn đề nấu cơm. Đấy, nó giống như cái nỗ tản nhiệt thôi thì giá nó sẽ rẻ hơn các bác từ 50.000 đến 100.000 nhá. Đây. 15 nhá, 15 thì sẽ là cái mã cuối cùng nhá. 15 sẽ là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay. 15 là lại một con Giorgio sản xuất năm 2017 này, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1105W. Thương hiệu cơm ngon Nhật Bản nhá, cơm ngon mềm dẻo đây, made in Japan đây. Đấy. Mặt mũi đây. Mặt con này không xước nhá, mặt này không xước. Sản xuất đời cao 2017. Sao đây? Ui giời, tụt vào sao? Đấy, dây còn rất đẹp này, cổ phích còn đẹp nhá. Và mua những dòng này về dùng bền. Đấy. Mà giá cả thì bình dân. Hủy này, hâm này, nấu này. Đấy. Hủy này, menu này. Hủy này, bây giờ cơm chín, nấu. Đấy. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu tốt nhá. Đấy. Chuông còi kêu tốt. Rong đây, rong xanh mềm này, đẹp các bác nhá, rong xanh mềm đẹp. À, xanh mềm đi. Nồi cao tần nội địa Nhật, chỉ các bác nấu cơm vừa vừa, ít nước hơn một chút so với lại là cái đáy có xước này, cái nồi mâm nhiệt của chúng ta nhá, tại vì nó sôi rất là khỏe. À, hạt cơm nó đã được ngâm trong nước rồi, nó hút hết vào trong rồi, thì đến lúc nó sôi rất là khỏe, hạt cơm nó sẽ chín thấu từ bên trong chín ra. Nó nấu bằng từ mà, nấu bằng từ thì nó không phải nấu bằng nhiệt, nó lên dưới đáy này, bốn xung quanh này là mâm từ. Đấy, khi nó đưa từ vào thì cái hạt gạo bên trong nó chín, nó sẽ rất là đanh, hạt gạo nó không bị nở bung ra như cái nồi mâm nhiệt các bác nhá.
Đấy, bên trong đây. 2017 quá nhá. Đấy, nóng nồi đây. Một vài hạt cát nhỏ xíu nằm trong thôi. Nhỏ xíu nằm trong thôi. Đấy, cao 2017 nhá. Để các bác con này 700 nghìn. Đấy, mã cuối cùng nhá. Mã số 10 là 15. Ngày 16 tháng 5. Để 700k nhá. Đấy, 700k là giá này là có cả ship được nhá, bảo hành cho các bác rồi. Vâng. Đây cũng là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 16. Thì các bác vào mua hàng thì vợ cho vợ chồng em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ vợ chồng em một nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Và bác nào cảm thấy tiện và tin yêu thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ. Đấy, bên nhà em số điện thoại mua hàng có như này, bên nhà em có bán thêm bộ đồ điện nữa nhá, giá cả đây. Đấy, mong các bác tin tưởng ủng hộ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chúc các bác một ngày mới thật nhiều may mắn bình an. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.